Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Hôm nay kính mời quý vị theo dõi bài Bộ trưởng Tô Lâm nên phân trần không biết nơi ấy là nơi nào nên bị thế lực thù địch gài bẫy. Tác giả Lê Bích Thủy viết Dân Việt sục sạo trên Internet với các cụm từ Tô Lâm ăn thịt bò, bò rát vàng, Tô Lâm ăn bò rát vàng. Một bài viết trên RFA dùng công cụ Crowd Tăng để đo lường mức độ người dùng trên mạng xã hội thì thấy chỉ trong 3 ngày, có hơn 400 bài đăng liên quan đến chủ đề bò Tô Lâm. Đúng là một thảm họa truyền thông. Tô Lâm tưởng mình đủ danh ma khi quyết định bám càng chuyên cơ của Phạm Minh Chính trốn sang trời Âu đúng vào thời điểm cho bọn đàn em sử đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Trốn là để Lâm thoát khỏi sức ép của Hưởng. Sử Nguyễn Duy Linh, Nguyên Phó Tổng cục Trưởng cục Tình báo Bộ Công an là một kỳ án, một phiên tòa thối hoắc. Đúng như đánh giá của ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, nguyên cũng là sĩ quan an ninh thuộc dòng dõi thái tử đỏ nguyễn hữu vinh là con trai út cụ nguyễn hữu khiếu đại sứ việt nam tại liên xô trước đây tô lâm từng ký công văn tuyệt mật gửi tổng bí thư nguyễn phú trọng kiến nghị xử lý nguyễn duy linh theo con đường đảng miễn truy cứu hình sự vì một lý do trời ơi đất hỡi là thời hạn điều tra đã hết tận tụy như thế dành đặc quyền như thế cho gia đình hưởng rồi mà tô lâm vẫn sợ bởi vì hưởng thuộc loại bố già vốn là đại ca trong giới mafia, cả đỏ lẫn đen, là cấp trên và là kẻ đỡ đầu trực tiếp của Tô Lâm trong nhiều năm. Nguyễn Văn Hưởng còn là trụ cột suốt mấy nhiệm kỳ liên tiếp cho đồng chí 3X trong các hiệp giáp la cả dai dẳng suốt cuộc chiến 34, một cuộc tỷ thí nhưng không phân thắng bại giữa Nguyễn Tấn Dũng, anh Ba và Trương Tấn Sang, anh Tư, thời cả hai còn tại vị. Là quan thầy cấp cao của mình, Tô Lâm hình dung ra câu chất vấn lạnh gái của bố già. Mày được như ngày nay là nhờ ai? Bây giờ chúng nó đưa con trai tao ra trả mà mày không nói được một câu hả? Còn đối với công luận thì thật sự không ai không hiểu nổi. Bao lâu nay Duy Linh vẫn đảm đương công việc, lên chức vù vù, thì đùng một cái. Khi xảy ra vụ khởi tố Vũ Nhung cách đây mấy tháng về tội đưa hối lộ, mới ngày 22 tháng 4 chứ đâu xa, mới phát hiện hàng loạt bệnh đặc biệt hiểm nghèo như vậy và vào viện nằm cho tới tận khi hầu tòa vắng mặt có lý do trong thời gian phiên tòa xử linh để trốn đòn xâm xét của đại ca hưởng vậy mà vận xui vẫn không tha cho lâm tránh được hưởng nhưng đại tướng tô lâm lại rơi vào bẫy của nusa ở Stick house london đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa đây là nhà hàng đầu tiên của đầu bếp nút red gốc người thổ mở cửa tại london thương hiệu ẩm thực sang trọng thu hút giới siêu giàu và người nổi tiếng từ những khoảnh khắc sắp muối điều luyện Nút red gốc trở nên nổi tiếng và được dân mạng vinh danh là son be, thánh rắc muối. Hiện nay, trang cá nhân của đầu bếp này sở hữu hơn 38 triệu lượt theo dõi. Thật ra, nút rét gốc không phải là điệp viên hai mang, cao thủ đến mức vừa phục vụ khoái khẩu của Tô Lâm lại vừa quay lén video để làm hại đại tướng an ninh. Chẳng qua vì tướng Tô Lâm quá bận trước khi bay sang trời Âu đã không đọc bài viết trên Vietnamnet. Nếu đọc trước khi lên máy bay... Biết đâu Tô Lâm đã tránh được xì căng đan không đáng có đối với cả thầy lẫn tớ. Giáo sư Trần Hữu Dũng, chủ nhân trang mạng uy tín Việt, studies.net, có đưa ra lời khuyên cho Tô Lâm. Nếu phải phân trần với các đồng chí thì cứ nói là do không biết nơi ấy là nơi nào nên bị thế lực thù địch trái bẫy. Nghĩa là tướng Lâm đứng trước hai lựa chọn. Một là phải thừa nhận mình tham, thừa nhận khuyết điểm là mình lén đi ăn một cái bít tết hơn ngàn đô la Mỹ trong lúc hàng triệu đồng bào đang đói khổ hai là phải nhận mình khờ tức là phải tự phê cái nghiệp vụ tình báo của bản thân không lấy gì làm xuất sắc nếu như không nói là tồi vì đã dễ dàng để cho địch gài bẫy làm tổn thương uy tín đảng ta tô lâm chọn cái nào đây tham hay khờ nếu tột bực thành thật nhận cả hai cũng chẳng oan đối với các khủng hoảng truyền thông kiểu như bò tô lâm mỗi xứ xử lý một khác tùy vào chính thể dân chủ hay độc tài những vụ tai tiếng kiểu như vậy ở các quốc gia có pháp quyền, khôn ngoan nhất là đưa ra ngay một lời bảo chữa hay xin lỗi gần với sự thật nhất. Còn xứ An Nam mình thì điều này chắc còn lâu mới trở thành một ứng xử văn hóa thông thường với những nhân vật quyền lực. Loại độc tài như Tô Lâm lại càng không. Tô Lâm sẽ không bao giờ hiểu được, miếng thịt bò đắt tiền y chén cho khoái khẩu không thể nào đắt giá bằng những phản ứng dây chuyền của người dân trong nước. Tô Lâm nên cho đàn em đi học cách thức giải tỏa các khủng hoảng truyền thông. Chớ có nghe suối bảy, lại đi mở các chiến dịch ngầm kiểu xã hội đen để ngăn chặn hay triệt hạ những ai còn tiếp tục bàn luận hay đưa tin. Làm thế là đổ xăng vào lửa, thưa tướng quân. Thời đại kết nối toàn cầu, chớ dại đi áp dụng các biện pháp thời Trung Cổ. Chuyện Tô Lâm ăn bít tết mạ à vàng làm ta nhớ lại mấy dòng trạng thái trên Facebook Thùy Linh, tinh thần quý tộc không dễ để học trong một sớm một chiều nó có tính kế thừa và sự tôn quý nằm sâu trong tâm khảm mỗi quý tộc qua nhiều thế hệ thứ mà đám cận bã không bao giờ có được một dân tộc thiếu thông minh tới mức bằng mọi cách đưa bọn tiện dân ngồi lên đầu mình thì đám này chẳng từ một thủ đoạn xấu xa nào nếu nhà quý tộc phạm điều ác thì những quý tộc khác trừng phạt họ bằng luật pháp còn đám khô rách áo ôm ngược lại sẽ thông đồng với nhau làm sao cho pháp luật chỉ là công cụ để chúng thao túng quyền lực và lợi ích Chúng sẽ biến những điều xấu xa thành một hệ giá trị, y hệt như la mã cổ đại dính vào bọn đánh thuê ngoại bang vậy. Nhưng màn ăn bít tết của đám khố rách áo ôm tiếm quyền do thánh rắc muối nổi tiếng phục vụ cho ta thấy một bộ mặt sơ giấy khác. Tôi Thê Săn, Nhật Báo xuất bản tại Vương quốc Anh. Bắc Ireland và Cộng hòa Island gọi bữa ăn của Bộ trưởng Tô Lâm là bò cộng sản trong bài viết. Bò cộng sản, Lãnh đạo Cộng sản gây tức giận sau khi được đầu bếp nổi tiếng Son bè bón cho ăn bò rát vàng. Jakarta Post của Indonesia cũng có bài người Việt Nam tức giận vì món bò pitet rát vàng của Bộ trưởng. Bài báo cho biết rất nhiều người đã bày tỏ sự giận dữ sau khi đoạn video chiếu cảnh ông Tô Lâm ăn bò rát vàng ở London được lan truyền rộng rãi trên Facebook và TikTok hôm mùng 5 tháng 11. Rất nhiều trong số post bày tỏ trên mạng tỏ ra giận dữ về sự suy đồi đạo đức được lộ diện trong đối ngũ cấp cao của các lực lượng vũ trang. Trong khi đất nước đang vật lộn với bao hậu quả của làn sóng dịch Covid-19 khiến nhiều người mất việc và ảnh hưởng nặng nề đến GDP của đất nước ngoài ra. Còn một loạt trang mạng và các tờ báo khác trên thế giới cũng đều đăng bài về bữa ăn này của Tô Lâm như BBC, VOA, Bangkok Post, The Press Times, Yahoo News. Trong khi đó, Báo chí nhà nước Việt Nam hiện vẫn được lệnh câm như hến về bữa ăn nổi tiếng của bộ trưởng. Trên trang Facebook, một số Facebooker được cho là chân gỗ của chính phủ Việt Nam giải thích bộ trưởng Tô Lâm đâu có đi ăn ở nhà hàng đắt đỏ. Đó là do ông được mời. Thậm chí có sự chỉ đạo cố đấm giải thích là ông Tô Lâm được bộ trưởng nội vụ Pháp mời, có nơi lại nói do bộ trưởng Anh mời, thậm chí có Facebooker còn nói ông Lâm và đoàn được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mời. Đúng là một lũ kẻ cấp già mồm Bò đỏ vẫn là muôn kiếp bò đỏ Càng giải thích càng thấy đẳng cấp lú toàn cầu của bọn viết thuê Kính thưa quý vị, tác giả Jack Hammer Nguyễn có bài Tội nghiệp người Cộng sản Tô Lâm Sự cố ăn thịt bò giáp vàng quả là thảm hại cho hình ảnh đương kim Bộ trưởng Công an Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam Nhân vật đứng thứ 12 trong 18 nhân vật quyền lực nhất Việt Nam Mạng xã hội tiếng Việt trong và ngoài nước, rồi báo tiếng Anh, Pháp, Đức, tấp nập đưa tin bởi nó hấp dẫn quá. Ngoại trừ truyền thông lề đảng là hoàn toàn im lặng. Câu chuyện bao gồm những tình tiết đối nhau chăn chát, thu hút độc giả. Nào là cộng sản khiêm nhường đối lập với sang trọng tư sản. Chỉ riêng món bò rắt vàng Tomahawk giá 850 bảng Anh, hơn 1.100 Mỹ kim, đối lập với lương tháng của một người Việt trung bình chưa đến 200 Mỹ kim sự cố có đầy đủ các yếu tố để làm nên một chấn động thu hút cơ ma nào là độc giả thế là có hàng loạt cụm từ biếm nhẽ xuất hiện nào là bò tô lâm bò cộng sản viên chức cộng sản bị bắt gặp tại trận đó là bọn truyền thông phương tây thường có định kiến không tốt về nhà nước cộng sản việt nam còn những người việt tham gia mạng xã hội thì tức giận mà không tức giận sao được khi chỉ cách đây chưa đầy một tháng hàng trăm nghìn thợ thuyền vốn là lực lượng nòng cốt của đảng cộng sản bỏ chạy tán loạn về quê, cha con chồng vợ nheo nhóc, ăn uống đầu đường xó chợ, trong khi đảng viên Cộng sản Tô Lâm ngồi mát ăn, bỏ, rát vàng thế kia. Nhưng tôi lại thấy tội nghiệp cho người Cộng sản Tô Lâm. Không tội nghiệp làm sao được khi dường như cũng cùng ngày xảy ra vụ ăn thịt bò rát vàng ấy, đảng viên Cộng sản cao cấp Tô Lâm cùng đoàn Tùy Tùng đến Nghĩa Trang Hai Gết. London, đạt hoa trên mộ các mắc ông tổ của chủ nghĩa Cộng sản tức là người thầy tinh thần của người cộng sản Tô Lâm cùng các đồng chí. Mồ của các bác chỉ cách nơi ông Tô Lâm cùng các đồng chí của ông ăn bò sát vàng chưa đầy 30 phút lái xe. Sau khi xem đoạn video từ nhà hàng của ông chủ người thổ nhĩ kỳ đăng lên, tôi nhận thấy vài việc. Thứ nhất, ông Tô Lâm ngồi nhìn anh chủ nhà hàng biểu diễn với ánh mắt rất tò mò, có phần căng thẳng. Thứ hai, khi anh chủ nhà hàng đưa đến cho ông Tô Lâm miếng thịt sát vàng gắn trên mũi dao, ông Lâm khá bất ngờ. Thứ ba, sau khi nếm xong, trong tích tắc ông Tô Lâm giơ ngón tay cái lên tán thưởng, một động tác ngoại giao nhiều hơn là thực lòng. Có người tin theo thuyết âm mưu, bảo rằng ông Tô Lâm bị các đồng chí của ông chơi. Tôi thì thấy chẳng qua là do anh chủ nhà hàng gà tô nhanh nhẩu đoàn. Mà sao lại không tự hào cơ chứ khi một đảng viên cộng sản thứ gộc phía nhà hàng anh ta? Tôi thấy tội nghiệp vì những công việc mà người Cộng sản Tô Lâm phải cán đáng trong chuyến đến nước Anh tư bản chủ nghĩa này, thứ chủ nghĩa mà ông Lâm Hẳn đã phải thề nguyền chống lại lúc ông vào đảng, khi ông hát bài quốc tế ca đầy hào hùng. Chắc hẳn là ông phải được sách vở kinh điển của các mác dạy là phải chống lại sự bóc lột giá trị thẳng dư của bọn tư bản. Vậy mà phải chứng kiến gã tư bản Anh gốc Thổ Nhĩ Kỳ bóc lột cả ngàn bảng Anh trên miếng thịt bò nhỏ xíu, rồi còn phải đưa ngón tay lên tán thưởng hắn nữa chứ. Cái chuyện tư bản hay không tư bản này vốn đã phức tạp rồi, nay bọn khoa học phương Tây lại còn bày trò chống biến đổi khí hậu nữa. Báo hại ông Tô Lâm cùng các đồng chí phải đến dự hội nghị COP26 chống biến đổi khí hậu, rồi lại lọt vô cảnh chớ trêu là ăn thịt bò, một sản phẩm được cho là góp phần vào biến đổi khí hậu. Một độc giả của tờ Daily Mail bình luận sự việc chớ trêu đó là hết sức gớm ghiếc. Mọi cái khổ ải của ông Tô Lâm và một số không nhỏ các đồng chí của ông là từ khi đảng của các ông đồng ý cho bọn tư bản ngoại bang và bóc lột dân chúng Việt Nam, các ông đôi khi còn phải biểu diễn chính trị nữa, như chuyến đi công cán COP21 này chẳng hạn. Các ông biểu diễn hết sức vất vả, như vụ Phong Mô Sa 2016, gần chục ông trắng trẻo phương phi nhào xuống biển tắm. Rồi khi chống dịch Covid, đương kim thủ tướng chụp ảnh với một chiếc sơ mi đẫm mồ hôi mà khổ nỗi bụng lại rất to, có thể là ăn thịt bò nhiều quá. Người Cộng sản Tô Lâm vốn rất kín kẽ, công việc ông dành nhất là đưa quân vào trấn áp bọn phản cách mạng ở Đồng Tâm, đưa lính đi bắt nhốt bọn nhà báo ăn phải bả, chứ không phải thịt bò rát vàng, phương Tây. Ông là thanh kiếm và lá chắn cho chế độ Cộng sản, nay lại được một tay tư bản tét diêu đút ăn thịt bò, thế có khổ không? Tôi tội nghiệp cho người Cộng sản Tô Lâm và thế. Giá mà ông cứ ở lại hút tương bần ở phường Bần Yên Nhân gần quê ông, thì có phải vừa ngon hơn bò sắt vàng, vừa không phải bị điều ong tiếng ve, mà coi chừng ảnh hưởng cả chiếc ghế ủy viên bộ chính trị nữa chứ. Thật là tội nghiệp cho người cộng sản Tô Lâm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán thính giả, rất vui nhận được ý kiến phản biện từ quý vị. Thân ái chào tạm biệt.